nay mùng 10 tháng 2, huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Điền phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức chương trình ăn sáng cùng ngư dân tại đồn biên phòng Phước Tỉnh. Tham gia chương trình gồm có 61 ngư dân, các chủ phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ trên địa bàn các xã ven biển của huyện Long Điền đã cùng ăn sáng với lãnh đạo huyện Long Điền, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các xã trên địa bàn. Đây là chương trình rất ý nghĩa, mới lạ, lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhằm mục đích tăng cường đoàn kết, gắn bó ngư dân với lực lượng vũ trang, đồng thời kết hợp tuyên truyền cho ngư dân nắm bắt và chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dự kiến chương trình sẽ được tổ chức mỗi quý một lần và luân phiên tại các địa phương ven biển của tỉnh. Nhân cái chuyến biển đầu năm 2022 cũng động viên bà con ngư dân an tâm rồi ra khơi đánh bắt. Trước hết thì để động viên bà con, thứ hai là cũng qua đó tuyên truyền cho bà con mình chấp hành pháp luật trên biển, đặc biệt là không vi phạm đánh bắt hải sản vùng biển nước ngoài. Trong cái tình hình năm nay thì cũng dự đoán được rất là khó khăn do giá cả nhiên liệu tăng. Rồi đến thời điểm này thì bà con ngư dân xuất bến cũng hết sức là hạn chế. Cái buổi ăn sáng hôm cùng ngư dân hôm nay tôi nghĩ là cũng có một cái chia sẻ rất là quan trọng đến bà con mình, để làm sao bà con ngư dân an tâm rồi sản xuất rồi đánh bắt trong cái chuyến biển đầu năm. Rồi qua đó thì cũng chúc cho bà con mình một cái chuyến biển đầu năm thuận lợi đầy ắp từ đầu năm cho đến cuối năm. Trong chương trình, ngư dân chủ phương tiện đánh bắt hải sản trên địa bàn đã được đồn biên phòng Phước Tỉnh thông tin tuyên truyền về việc các nước trong khu vực sẽ bắt giữ các phương tiện người xâm phạm vùng biển chủ quyền của họ và sẽ xử lý theo luật nước sở tại. Ủy ban châu Âu tuyên bố rút thẻ vàng đối với hoạt động khai thác thủy hải sản của Việt Nam do vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, và nếu còn tiếp tục vi phạm thì sẽ rút thẻ đỏ, đồng nghĩa toàn bộ hoạt động xuất nhập khẩu thủy sản vào Liên minh châu Âu sẽ bị cấm. Tại chương trình, các ngư dân, chủ phương tiện cũng đã trực tiếp tìm hiểu, hỏi và được chỉ huy các đơn vị vũ trang, báo cáo viên, giải đáp cặn kẽ những vấn đề còn thắc mắc, chưa rõ về phân vùng khai thác hải sản, quy định đối với tàu đánh bắt hải sản, chính sách của một số quốc gia có liên quan trong việc xử lý ngư dân, tàu cá nước ngoài vi phạm. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Điền đã tham mưu cho huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền cùng phối hợp với đồn biên phòng Phước Tỉnh xây dựng kế hoạch để mà thực hiện chương trình là mô hình ăn sáng cùng với ngư dân trước khi ra khơi bám biển. Thì qua đó thì cũng là tạo sự là đoàn kết gắn bó giữa quân và dân, đồng thời là thông tin tuyên truyền những việc đánh bắt hải sản là đúng quy định của bà con ngư dân. Thì đồng thời là cái đó để mà thực hiện tốt cái nghị quyết 12 của tỉnh ủy về mà việc là chống ngăn chặn chống đánh bắt hải sản trái phép, trái pháp luật là vi phạm vùng biển nước ngoài của ngư dân huyện Long Điền. Thì trong thời gian tới thì Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Điền sẽ tiếp tục là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để mà nhân rộng ra và tiếp tục làm thường xuyên trong thời gian tới để mà thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động bà con ngư dân. Hôm nay mà gặp mặt thì nó tăng thêm cái sự đoàn kết và gắn bó giữa quân và dân và tạo điều kiện cho nhau để hoàn thành cái những cái nhiệm vụ trung tâm. Đối với cái chương trình ăn sáng cùng ngư dân thì nay cũng là cái bữa đầu tiên mà đơn vị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Điền và cấp ủy chính quyền địa phương hai xã thị trấn trên địa bàn huyện Long Điền để tổ chức gặp gỡ ăn sáng cùng bà con ngư dân, qua đó để nắm bắt những cái tâm tư nguyện vọng và những cái vướng mắc của bà con để kịp thời làm tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là các cái ban ngành để giải quyết những cái khó khăn vướng mắc của bà con. Đấy, thì đây là cái chương trình rất là ý nghĩa. Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn quản lý của đồn biên phòng Phước Tỉnh vẫn xảy ra 9 vụ trên 13 tàu cá với 78 ngư dân bị lực lượng chức năng Indonesia, Malaysia bắt giữ.
Nhân dịp này, huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Long Điền và đồn biên phòng Phước Tỉnh trao tặng quà và 220 lá cờ tổ quốc cho 61 ngư dân, các chủ phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ trên địa bàn các xã ven biển của huyện Long Điền.